Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tổ Ấn Quang, tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông có dạy, thời mạt pháp thì duy chỉ có pháp môn niệm Phật đối nghiệp vãng sinh là phù hợp với căn cơ phàm phu tại gia như chúng con. Và ngài lại dạy rõ là người niệm Phật thì nhiều mà người vãng sinh thì ít. Vì do là thứ nhất, lý do là người tu hành thì nhiều nhưng miệng nói muốn vãng sinh nhưng tâm luyến trần cảnh. Và do nguyên nhân thứ hai là người tu hành không hướng dẫn con cháu, thân bằng quyến thuộc biết về phương pháp niệm Phật, hộ niệm, vãng sinh, đến khi lâm chung thân bằng quyến thuộc phá hoại, chánh niệm, lúc ra đi. May thay hơn 20 năm trở lại đây, nhờ có phương pháp niệm Phật, hộ niệm, vãng sinh mà lão cư sĩ Diệu Âm đã xiển dương, khiến cho rất nhiều người Việt Nam nói riêng và người Việt Nam trên thế giới có phước phần được vãng sinh, để lại thoại tướng bất khả tư nghì, làm tăng trưởng niềm tin cho chúng con và toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay, kính xin đại chúng chân quý xiển dương phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh, nghiên cứu thật kỹ để hiểu thấu và hành đúng, để giúp cho chính mình và người thân yêu của mình có phước phần đi về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật. Và để nghiên cứu thật kỹ phương pháp hộ niệm, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là tu pháp môn niệm Phật cần xác định lập trường như thế nào. Và câu C là phải giữ vững niềm tin, chuyên lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Lâm chung người nào làm được đầy đủ tín nguyện hạnh thì được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Xin đại chúng giơ cao cánh tay nếu thấy đúng là phải giữ vững lập trường, chuyên lòng niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Lâm chung người nào làm được tín hạnh nguyện đầy đủ thì người đó có phước phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đại chúng nếu thấy đúng thì giơ cao cánh tay, còn nếu thấy sai thì chéo cánh tay lại ạ. Là một tràng pháo tay thật lớn cho toàn thể đại chúng ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay chúng con lại kính xin lão cư sĩ Diệu Âm, lại vì hàng phàm phu như chúng con mà từ bi giảng nói để chúng con hiểu thấu và hành đúng phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh, để đời này chúng con cũng đi về Tây Phương Cực Lạc nhờ phương pháp niệm Phật hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô MC Diệu Âm. Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm Quang Lâm chứng minh. Kính thưa các bà các má, trong mấy ngày qua Diệu Âm bị bệnh. Khi bị bệnh rồi mới thấy rằng cái phước báu của mình ngó vậy mà yếu vô cùng. Một ngày đã qua, mạng này cũng giảm dần đi, giống như con cá thiếu nước, đâu có gì mà vui. Hôm nay thấy được một cái cuộc hồ niệm vãng sanh của một cụ 97 tuổi, thực sự làm cho Diệu Âm cũng cảm thấy mong muốn làm sao mình sớm được như cụ đó. Có như vậy thì mình mới có thể gọi là vĩnh biệt cái cảnh đời khổ sở này, trở về cảnh giới an vui cực lạc vô tử vô sinh. Còn ở đây một ngày nào, bạch với chư thầy cùng chư vị, còn ở một ngày còn khổ, còn ở hai ngày còn khổ. Mong cho tất cả chư vị khi thấy cái pháp hộ niệm này cụ thể có thể đưa mình vãng sanh. Mong chư vị với sanh sống nghiên cứu, thực tập và phổ biến ra, để mong sao cho người Việt Nam chúng ta được thêm nhiều người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bạch với chư tôn giáo phẩm, thực sự nếu mà câu này
mà đưa cho Phúc Trí. Đại Dương thấy trên màn hình có Phúc Trí. Có Phúc Trí mà khai thác cái tựa đề này thì tuyệt vời vô cùng. Do mong muốn sao mà nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều người như Phúc Trí thì giọng này an tâm vô cùng, an tâm vô cùng. Mong rằng là từ Bắc tới Nam, trải rộng ra miền Trung, người người cùng đều phát tâm nghiên cứu hộ niệm, người người đều được quyền nắm vững phương pháp hộ niệm để người người cùng nhau giúp cho người khi bỏ cái thân xác này nhất định phi đi ly đoạn cánh đời mà khổ nạn này đi, chứ không thì kẹt lắm chư vị ơi. Bạch với chư tôn giáo phẩm rằng là muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhất định xin đừng bao giờ chờ cho đến sắp sửa tắt hơi rồi mới mời ban hộ niệm đến. Không có một cái ban hộ niệm nào có một cái quyền lực nào có thể thay đổi cảnh giới của chúng ta. Không có một người nào ngoài ta quyết định cảnh giới tương lai của chính ta. Mong chư vị chú ý. Vậy thì người tu pháp môn niệm Phật muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhất định phải giữ vững niềm tin, phải chuyên lòng niệm Phật, phải cầu nguyện vãng sanh. Chư vị ơi, tất cả chư tổ, nói rộng nói hẹp, nói cao nói thấp, nói sâu nói nhẹ cũng chung quanh ba vấn đề này. Niềm tin phải vững. Nếu niềm tin không vững, tự mình đánh mất cơ hội giải thoát. Nhất là các cụ tuổi già, càng đau bệnh chừng nào, càng quyết lòng niệm Phật chừng đó, càng tin tưởng vững vàng, nhất định đừng rời câu A-di-đà Phật ra. Chịu không các cụ? Chịu. Nhớ nhé, bác Phúc Huyền chịu không? Chịu. Cụ Phúc Định, Đức Định có chịu không? Chịu. Nhất định niềm tin phải vững. Nếu một người nói rằng là tôi thấy cụ cả một cuộc đời ít tu hành, nghiệp chướng thì nặng, đầu óc mê mờ, lý đạo dối như tôi chưa chắc gì được vãng sanh, làm sao cụ được vãng sanh, thì xin cụ Đức Định hãy nhớ cho Phật dạy 10 niệm A-di-đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, được vãng sanh. Phật đã dạy như vậy trên từ Đẳng Giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục ngạ quỷ súc làm được đều được trở về Tây Phương một đời thành đạo. Thì mong các cụ phải quyết chí tin tưởng mà đi. Một cụ vừa rồi 97 tuổi, cụ quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cụ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một cụ 97 tuổi đó thông minh trí huệ như thế nào không biết, không đủ niềm tin, nghĩ mình không cách nào có thể
vượt qua nghiệp chướng trở về Tây Phương, nhất định đến ngày giờ cụ xả bỏ báo thân, cụ phải đi thọ đàng trước, rồi tương lai vô lượng kiếp sau, khi duyên khác đến tính sau, trước tiên phải chịu nặng vô lượng kiếp, mong chư vị phải nhớ, phải nắm cho vững niềm tin vững vàng, chuyên lòng niệm Phật. Chư vị ơi, chuyên lòng niệm Phật là lời Phật dạy, chuyên lòng niệm Phật là lời Tổ dạy, chuyên lòng niệm Phật là người Phật tử chúng ta y theo lời Phật dạy mà chuyên lòng, người Phật tử chúng ta y giáo lời Tổ mà tu hành là chuyên lòng. Chúng ta cứ quyết định một câu A-di-đà Phật đi tới tất cùng. Khi về Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta mới thấy tại sao một câu A-di-đà Phật đưa một người phàm phu tội chứng bệnh hoạn rề rề như giữa âm này, được quyền một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu hôm nay chúng ta nghĩ rằng Phật để lại 84.000 pháp môn, tại sao ta lại chọn pháp môn niệm Phật mà bỏ hết tất cả các pháp môn khác, thì chư vị có quyền tu đủ 84.000 hạnh đi. Rồi sau cùng mình có được siêu thoát 6 đường luân hồi hay không thì biết. Vì sao vậy? Xin thưa với chư vị, 48.000 pháp môn của Phật dạy, nhưng một câu A-di-đà Phật chuyên nhất niệm để một đời vãng sanh cũng là lời Phật dạy. Nếu ta quyết là một đời này muốn trở về Tây Phương thì nên đi con đường chuyên nhất này, nhất giả nhất thiết giả, một đường mà đi về Tây Phương ứng hiện chân tâm tự tánh. Chư vị mới thấy thế nào gọi là hà kỳ tự tánh bổn lai cụ túc. Tự tánh ta có đủ tất cả pháp, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Hãy trở về tự tánh trước, ta làm Phật rồi ta ứng dụng pháp nào cứu chúng sanh cũng có thể được, còn ở đây phàm phu vẫn là còn phàm phu. Về Tây Phương rồi ta mới thấy ở đây những pháp mà Đức Thế Tôn trao truyền chúng ta chẳng qua là tùy bệnh cho thuốc, tùy cơ ứng pháp, sau cùng quy hướng chúng sanh về với câu A-di-đà Phật để kịp thời đưa một phàm phu này thay vì tiếp tục chịu nạn sanh tử khổ đau trong 6 đường luân hồi, đi về Tây Phương thành đạo. Nhớ nhanh các cụ lời Phật dạy, nhất định ta phải hiểu, ta không hiểu thì cứ y giáo phong hành. Niệm Phật rồi, xin thưa với các bà các má, có nhiều người nói niệm Phật là Phật niệm ta, niệm Phật thì Bồ Tát gia trì cho ta, niệm Phật mười niệm ta được vãng sanh. Xin thưa coi chừng có sự sợ, vì niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới được vãng sanh. Nhờ cho ba cái điểm này, tức là nó qua nó là gì, nếu mà vị nào quyết lòng niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định
người này thực hiện đúng con đường vãng sanh. Và đúng chưa? Chưa đúng đâu. Làm sao thực hiện cho được trước giờ phút buông báo thân ra đi? Đây là cái điểm vô cùng cẩn thận. Đừng thấy ngày hôm nay ta niệm Phật được 1.000 câu, 2.000 câu, có nhiều người nói tôi niệm được 10.000 câu. 10.000 câu hôm nay là sự thực tập để chư vị niệm được 10 câu A-di-đà Phật trước khi xả bỏ báo tập. Như vậy tất cả những hành trình chúng ta tu tập là để thực hiện cho được cái 10 niệm tất sanh để ứng hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà mà mình đi vãng sanh. Vậy thì nếu thực sự thấy một người nằm xuống đó đang trong cơn hỗn loạn rối rắm vô cùng, chứ cần tan hoại niệm không được câu A-di-đà Phật, vậy thì xin thưa với chư vị, những người đồng tu ở bên cạnh mình nhắc nhở từng giây phút một vô cùng có giá trị. Họ gỡ mình tất cả những rắc rối, những hiểm nghèo, những cái khó khăn vô cùng khó chịu đối với mình. Nhờ những vị đại thiện tri thức này mà mình mới làm được một điểm gọi là 10 niệm A-di-đà cầu sanh tịnh độ mà mình mới được vãng sanh. Nếu lúc đó đâu đứng qua cứ niệm A-di-đà Phật cầu hết bệnh, mất vãng sanh. Niệm A-di-đà Phật cầu cho an khang trang trọng, mất vãng sanh. Niệm A-di-đà Phật cầu cho trí huệ thông minh, mất vãng sanh. Niệm A-di-đà Phật trí để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người nào làm được như vậy nhất định được vãng sanh. Và chư tổ nói, người nào làm được như vậy thì muôn người niệm Phật, muôn người vãng sanh. Vạn người niệm Phật, vạn người vãng sanh. Mong cho chư vị hiểu được là chính cái câu này là một cái đại tông chỉ cho chúng ta thực hiện, nhất định tín tâm vững, niệm Phật chuyên nhất và một đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một đời này nhất định chúng ta đi làm Phật. A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Tất cả đệ tử chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn. Để tất cả đệ tử chúng con nguyện y giáo phụng hành. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.